Hôm qua ngày 28 tháng 5, Hội Người Mù huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người Mù khóa 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Hội Người Mù huyện Vĩnh Lộc đã phát huy truyền thống tự lực tự cường, đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả. Trong đó, Hội đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề tỉnh để đào tạo dạy nghề cho học viên làm tam tre, trở đót, tầm quất cổ truyền. Sau đào tạo, 90% học viên có việc làm và tự tạo thu nhập cho bản thân cùng với đó công tác chăm sóc hội viên được quan tâm hàng năm hội đều tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên nhân các dịp lễ tết năm 2021 hội đấu mối với tổ chức hỗ trợ một hội viên xây dựng nhà ở với số tiền trên 40 triệu đồng nhiệm kỳ 2004 2009 hội người mù huyện đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như thành lập một chi hội có 30% hội viên được xóa mù chữ học nghề doanh thu tăng 5% trở lên mỗi năm giảm 1% hộ nghèo Nhân dịp này, 15 cá nhân tập thể được nhận bằng khen giấy khen của Trung ương hội, tỉnh hội và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc và một cá nhân được nhận kỷ niệm trương vì hạnh phúc người mù.